Nơi bị lửa thiêu rụi hoàn toàn này là quán bar La La Biệt Lấp trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2022, quán bar La La Biệt Lấp bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện ngọn lửa, nhiều người gọi nhau dùng nước dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội. Theo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thủ Đức, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến chữa cháy. Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi thì ngọn lửa đã cháy lan toàn bộ quán bar này. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chia ra nhiều hướng dập tắt ngọn lửa ngay sau đó, diện tích cháy khoảng 200m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.